Hôm nay là ngày cuối năm các bạn, 24 tháng 12 cuối năm. Hôm nay có chú Khanh siêu nhân quận 12 xuống thăm đàn chó cuối năm và tặng cho đàn chó 4 bao gạo là 200 kg các bạn. Để đàn chó ăn Tết chứ mình cũng đỡ gánh nặng nữa, tại vì mình làm bảo vệ lương cũng không được nhiều hết. Đây là chú Khanh rồi các bạn. Chào cả nhà. Chú Khanh sáng giờ đi mấy chỗ rồi, cho gạo nhiều nơi lắm rồi các bạn. Hôm nay xuống thay mặt cả nhà mình chị Trần Thu Diệp. Trần Thu, nhưng mà cái dấu mình đọc không ra là giống như là cái chữ Trần V I E T. Cái chữ đó chữ V trời. Chữ giờ, chữ y, chữ e. Đó thì chú siêu nhân xuống chơi cho gạo các bạn. Nè, gạo nè. Mới chở tới 2 bao. Giờ cái ông chủ gạo, ông chở 2 bao nữa chuẩn bị tới. Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc các bạn mà một mùa xuân vui vẻ và hạnh phúc. Hôm nay có chú Khanh xuống mình trong đồng, rất là mừng các bạn. Chú cho gạo thì cái thằng này ăn hiếp thằng lưu quá nên mình nhốt nó vô các bạn. răng đó nè, ra ngoài thì ăn hiếp mà vô chuồng mất cười không. Đứng đâu đó đây, tại mình cưng quá cái nó tưởng đâu mình không cưng lưu nên cứ lưu tới là đó. Bây giờ thêm hai bao gạo tới nữa các bạn. Rồi chạy. Rồi, hai bao gạo nó là 4 bao. Rồi. Dạ. Chắc được 2 tháng ạ. Chủ yếu bây giờ thì tụi nó cũng lựa chú ơi, nó ăn đồ ăn nhiều hơn cơm. Dạ, ngoài đây nè cho nó tiện dễ ngồi. Điện thoại ba tới nữa kìa. Cuối năm có chú Khanh giúp đỡ đằng cuốn cũng có cơm no ngon lành các bạn. Cái này là của tất cả mọi người chung vô cho của mình. Dạ thì nhờ chú Khanh truyền lửa để cho đằng cuốn ấm áp. Cái này là của tất cả mọi người ở cái nhà ha, của mọi người mình chung tay vô. Thì hôm nay mình nói với cả nhà mình ha, thì theo như yêu cầu của chị là Trần Thu. Nhưng mà thật ra cái chữ cuối nó không có dấu, mình đọc không được, là chữ giờ nè, chữ y nè, chữ e nè, chữ c nè. Dạ. Là cái chị đó thì mình nói với bạn tính là sao ngồi đầm lại đó. Thì bây giờ chú Khanh lại tiếp tục hành trình về Bến Tre qua Cồn thăm đàn chó của cô Loan bên Cồn Bến Tre các bạn. Giờ mình qua bên Bến Tre cả nhà ơi. Cả nhà mình có đồng ấy thì là đón clip sang Cù Lao Bến Tre đồng hành với mình ha. Qua bên Cồn Bến Tre thăm đàn chó của đàn cuốn của bạn Loan cái. Ngày mai về tá mộ, cái nữa là mốt mới về nhà được nha. Dạ, mình lâu lâu về quê chơi. Đi tour này là hơi bị xa, hơi bị dài.
Rồi cả nhà nha. Dạ dạ. Bye bye chú Khanh. Cảm ơn chú Khanh nhiều nha. Dạ, cảm ơn mọi người. Dạ. Rồi rồi. Đó thì đàn chó bây giờ có gạo ăn rồi các bạn ơi, có gạo ăn Tết rồi các bạn ơi. Ừ. Ai ăn cơm thì ăn đi, ai ăn thức ăn thì ăn đi. Trời ơi, lúc kia ăn một tượng luôn kìa các bạn ơi, một tượng nhỏ xíu xíu à. Rồi con mẹ mật phải lên leo leo lên cái ghế ngồi đứng ăn kìa. Đó, hôm nay là ngày 24 tháng chạp các bạn ơi. Mình có mấy cây mai mẫu mình xuống trước để coi nó nở thời tiết sao thì mới xuống mấy cái cây sau để cho nó nở đúng Tết. Ừ. Mấy con ăn cơm đây. Bố đừng có phá cái hồ cá nó. Con hút ra hả? Con hút ra lát kêu ông nội rồi lấy cái máy bơm ra. Cái máy bơm nước á, bơm ra xúc hồ cho cha. Ừ. Hello. 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 Làm như anh hai vậy, đằng kia nó bự hơn, còn thằng Ruby cứ chút xíu rồi các bạn, mà nó cái tánh nó thấy ghét, nó cứ hừ 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 tính là làm như anh cả vậy đó. Rồi mấy bà chị lớn tuổi không đó, nhà tưởng đâu ăn hiếp được bách hợp. Bách hợp dữ dằn lắm đó, còn bò sữa không chơi ai hết, ăn xong nằm thở ra. Mệt quá, no quá cha ơi, con bị no quá. Ừ. Rồi khè khè xong rồi lại ăn vài hộp nữa. Ăn vài hộp nữa xong rồi lại khè khè. Ừ. Lúc kỳ nó ăn từ tốn, ăn từ từ chậm rãi. Ừ. Hai dạ này ăn cũng được gần 2 tháng các bạn. Để mình ngày nấu 5 kg. Ngày nấu 5 kg thì ăn gần được 2 tháng. Ừ, hôm nay là dọn nhà sạch bóng rồi nè, đón Tết được rồi nè các bạn. Mai hoa nở đồ. Ừ, có mít thái mít các bạn nè nó. Thôi xin dừng video tại đây các bạn. Chúc các bạn một mùa xuân vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và thành công trong công việc các bạn.
đó, thì lúc nào cũng mạnh khỏe vui vẻ. Còn mình thì lúc nào cũng cũng như vậy hết, cũng tối ngày cũng chăm sóc tụi nó, ráng cố gắng để tụi nó được mạnh khỏe, cơm no mặc đầy đủ. Xin chào và hẹn lại các bạn. Thì các bạn xem, nhớ chia sẻ video cho nhiều người xem để mình tăng lượt xem lên, để có thêm một chút kinh phí để chăm sóc, có điều kiện để chăm sóc cho tụi nó tốt hơn các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào.